Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là hướng dẫn mọi người sang Retracted Layer Zero. Thì hiện tại nó có một số DApp mới thì mình sẽ hướng dẫn mọi người trải nghiệm. Và chúng ta trải nghiệm càng nhiều DApp thì chúng ta sẽ có cơ hội càng cao hơn là nhận airdrop Retracted đến từ là Layer Zero cho sau này nha các bạn. Thì hai cái DApp hôm nay mình ấy là đó là về sàn Dex Blockchain, đó là dự án Woodfi với lại là cây cầu nối là Bitcoin Brain. Thì đối với cây cầu nối Bitcoin Brain này là nó chỉ hỗ trợ cho cái đồng coin đó là BTC thôi nha. Thì ở phần này thì cũng đơn giản thôi các bạn. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng mạng lưới Avalanche. Đối với hai cái nhiệm vụ này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đó là hai sử dụng mạng lưới Avalanche để chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ. Thì mạng lưới Avalanche đó là mạng lưới AWS, thì token AWS thì hiện tại ở đâu đó khoảng là gần 11 đô nha. Thì đầu tiên thì ở đây mình sẽ đi vào hướng dẫn mọi người luôn. Thì mình hướng dẫn mọi người là hoàn thành các bước là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thì các bạn có thể là vào Brave để các bạn hoàn thành những cái nhiệm vụ này đấy. Ok, thì về việc đây thì cũng đơn giản thôi các bạn. Thì về Layer Zero thì trước đó thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người khá là nhiều video rồi nha. Thì gần đây nhất đó là một tháng trước mình có tổng hợp lại cái video đó là Layer Zero ở trong một danh sách phát đó các bạn nha. Ok, thì ở đây thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người trải nghiệm thêm hai cái DApp mới. Ok, thì đầu tiên của các bạn cần làm thì đối với bạn nào mà chưa add cái mạng lưới Avalanche vào ví MetaMask của các bạn thì các bạn có thể là vào chainlist.org này, rồi các bạn search ra cho mình cái chữ đó là chữ AWS thì nó sẽ hiện ra cái mạng lưới đó là Avalanche C-Chain này nha. Các bạn connect ví rồi các bạn add cái mạng lưới Avalanche C-Chain này vào ví MetaMask của các bạn thôi. Thì sau đó thì các bạn chuyển trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Avalanche C-Chain cho giúp mình luôn. Thì đối với mạng lưới Avalanche thì nó sẽ sử dụng cái đồng AWS để làm phí giao dịch nha các bạn. Đấy, thì trên mạng lưới Avalanche thì nó sẽ sử dụng cái đồng AWS này để làm phí giao dịch đấy, làm phí swap đó. Thì đối với bạn nào mà chưa có AWS ở trên mạng lưới Avalanche thì bắt buộc các bạn cần phải mua. Thì để mua thì các bạn có thể là lên sàn Binance, lên sàn Binance các bạn, lên sàn Binance hoặc là sàn MSC. Thì hiện tại thì hầu hết các sàn nó đã hỗ trợ, nó đã list thì cái đồng AWS này hiện tại thì nó đã list hầu hết các sàn giao dịch rồi các bạn nha. Các bạn có thể là lên sàn Binance hoặc là sàn MSC. Thì đối với sàn MSC thì cái phí thì cái số lượng giao dịch thì khoảng đâu đó là 5 đô thôi nha. Tối thiểu là swap đó là 5 đô trên sàn MSC. Còn sàn Binance thì tối thiểu là 10 đô lận. Còn các bạn muốn mua thì có thể lên đó mua. Hoặc là thứ hai đó là các bạn có thể là sử dụng những cây cầu nối nha. Các bạn có thể là sử dụng những cây cầu nối để các bạn là Brave tài sản từ những mạng lưới Polygon hoặc là mạng lưới BNB Chain hoặc là mạng lưới Arbitrum để các bạn Brave sang cái đồng AWS này. Đấy. Thì các bạn nào mà muốn sử dụng cầu nối á, thì cũng có thể là sử dụng cái cây cầu nối là Woodfi này luôn nha. Các bạn có thể là sử dụng cái cây cầu nối Woodfi này luôn để các bạn đó là Brave tài sản từ Arbitrum sang Avalanche nha. Các bạn Brave sang cái đồng AWS này này. Thì đối với trên Arbitrum của các bạn đang có cái ví dụ trên trên mạng lưới Arbitrum hoặc là mạng lưới BNB Chain hoặc là mạng lưới Polygon này đó thì các bạn chuyển lên trên. Đó. Sau đó thì các bạn chọn cái đồng mà các bạn muốn Brave thôi. Còn ở dưới thì các bạn ở dưới đây thì các bạn chọn lại cho mình cái mạng đó là mạng AWS. Đó, mạng Avalanche. Rồi các bạn chọn cái đồng token nhận lại là nhận là cái đồng AWS này để các bạn tiện làm phí giao dịch luôn. Đó, rồi các bạn Brave thôi. Đó. Thì sau khi các bạn đã có ETH sau khi các bạn đã có sorry các bạn, xin lỗi nha. Thì sau khi các bạn đã có cái đồng AWS ở trên ví MetaMask của các bạn rồi, ở trên mạng lưới Avalanche rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi làm cái nhiệm vụ như sau. Thì đối với cái nhiệm vụ đầu tiên đó là nhiệm vụ Woodfi trên Layer Zero thì ở phần này thì đây là một Dex blockchain thì nó sẽ có một cái nhiệm vụ đó là nó yêu cầu chúng ta đó là Brave bất kỳ tài sản nào. Brave ETH từ bất kỳ mạng lưới nào sang mạng lưới Arbitrum. Đấy. Thì ngoại trừ mạng lưới Phantom nha, thì mạng nào cũng được và ngoại trừ là mạng lưới Phantom đó, sử dụng là cái Dex blockchain của họ. Ok, thì đối với cái nhiệm vụ này thì các bạn quay trở lại với các bạn vào link dưới phần mô tả video đó là sàn Dex là file.vu.org này. Rồi sau đó các bạn chọn cho mình là mạng lưới Avalanche nha, mạng lưới AWS đó. Sau đó các bạn connect ví MetaMask của các bạn. Connect ví mạng lưới AWS nha.
Đó thì tiếp theo đó thì thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đó là Bright AWS, Bright ETH từ mạng lưới Bắc Kỳ sang mạng lưới Arbitrum. Thì chúng ta sẽ cần phải mua ETH nha. Chúng ta phải cần mua ETH. Thì ở trên sàn DEX này, các bạn có thể là chọn Avalanche này. Đấy, các bạn chọn cho mình là cái đồng AWS này. Còn ở dưới thì các bạn cũng chọn cho mình đó là Avalanche luôn, cùng mạng luôn. Đấy. Rồi các bạn ấy cho mình đó là cái đồng là WETH này. Nha. Các bạn swap từ AWS này sang WETH.E nha. Các bạn nhớ chọn cái đồng đó là WETH.E này. Đấy. Thì đối với Bright thì đối với phí bao nhiêu thì các bạn cần đâu đó là trên 3 đô nha. Các bạn cần chuẩn bị là trên 3 đô token AWS để chúng ta là mua và làm phí giao dịch. Tí nữa còn cái nhiệm vụ đó là Bright Bitcoin nữa các bạn nha. Đấy thì bây giờ mình sẽ sau khi các bạn điền lại xong thì mình sẽ swap từ AWS sang là WETH.E này để chúng ta là Bright. Thì về việc swap thì các bạn swap đâu đó khoảng một số lượng nhỏ thôi các bạn không cần swap nhiều đâu nha. Thì đâu đó khoảng là không phải không mấy AWS thôi, không phải không năm AWS thôi. Rồi sau đó các bạn nhấn nút swap, chúng ta sẽ swap từ AWS sang WETH.E này, mạng lưới AWS nha. Swap này. Sau đó thì các bạn sẽ thực giao dịch ở trên ví thôi. Thì phí trên AWS nó cũng khá là rẻ thôi các bạn, đâu đó khoảng là 0,12 đô thôi. Swap này. Thì sau khi các bạn đã có ETH rồi, sau khi các bạn đã có W, sau khi các bạn đã swap xong rồi thì các bạn tiến hành làm nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ là Bright ETH sang mạng lưới Arbitrum. Đấy, thì ở trên đây thì các bạn giữ nguyên đó là mạng lưới Avalanche và đồng token các bạn chọn đó là cái đồng là WETH ở trên lại, còn ở dưới các bạn chọn lại cho mình cái mạng đó là mạng Arbitrum. Đấy. Thì sau đó thì cái đồng token các bạn cần nhận lại ở bên mạng lưới Arbitrum thì các bạn chọn cho mình đó là cái đồng ETH nha. Đấy. Ở trên là Avalanche này, thì đây là Dex Blockchain thôi. Thì chọn Avalanche là ở trên, chọn đồng token đó là WETH mà các bạn vừa swap. Tiếp theo đó là Arbitrum ở dưới, chọn nhận lại đó là mạng lưới Arbitrum và nhận lại đó là cái đồng token đó là ETH. Sau đó thì các bạn điền lại số lượng thôi nha. Các bạn nhấn vào đây này, nó sẽ tự động điền lại số lượng cho các bạn thôi. Đây. Nó sẽ tự động điền lại tất cả số lượng ETH đang có trên mạng lưới Avalanche cho các bạn nha, mà các bạn vừa swap. Đấy. Thì sau khi các bạn điền lại số lượng xong thì các bạn nhấn nút Approve WETH.E này. Thì nếu mà ví MetaMask của các bạn nó yêu cầu điền lại cái hạn mức chi tiêu thì các bạn cứ nhấn tối đa thôi nha. Thì ở đây mình chỉ có một số ít WETH mình chúng ta vừa swap thôi, các bạn nhấn nút tối đa này rồi phê duyệt thôi. Phí là 0,01 này AWS. Okay, sau khi các bạn approve xong thì cái nút swap nó sẽ hiện ra cho các bạn nhấn nút là swap, rồi các bạn nhấn nút là confirm swap. Thì phí đâu đó khoảng là gần 1 đô sao các bạn. Phí 1 đô này nha. Phí đâu đó khoảng gần là 1 đô, các bạn xác nhận này. Đó rồi các bạn chỉ cần là đợi khoảng là gần 1 phút hoặc là 60 giây thì thôi nha. Các bạn sẽ thấy được cái phần này. Sau đó các bạn có thể là kéo xuống bên dưới đây ở phần là My History này. Thì các bạn sẽ thấy được cái lệnh, các bạn đợi một tí nha, khoảng là 30 giây hoặc là gần 1 phút gì đó. Thì cái lệnh của các bạn là sẽ confirm. Thì sau khi confirm xong thì cái đồng ETH này nó sẽ tự động chuyển sang Arbitrum cho các bạn thôi nha. Thì trên mạng lưới Arbitrum của các bạn sẽ nhận lại được ETH cái số lượng như đây, cái số lượng mà các bạn vừa bỏ ra ấy. Đấy. Ok, như vậy là các bạn đã Bright thành công. Thì sau đó thì chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ là Bright từ mạng lưới ETH từ mạng lưới Bắc Kỳ sang mạng lưới Arbitrum là chúng ta đã hoàn thành rồi nha. Ok, khá là nhanh các bạn. Ok, mình đã nhận rồi các bạn. Trên ví mình đã nhận rồi. Thì sau khi các bạn nhận xong á thì các bạn có thể là mở cái ví MetaMask của các bạn ra, các bạn kiểm tra ở trên mạng lưới Arbitrum nha, các bạn chuyển sang mạng lưới Arbitrum. Các bạn kiểm tra là ETH đã qua chưa? Đấy nha, nó sẽ qua đây cho các bạn thôi. Đấy đó, thì các bạn có thể là kéo xuống bên dưới nha, sau khi các bạn sẽ thấy được là cái lịch sử giao dịch của bạn hoàn thành thôi.
Đây dưới đây này, đây mình vừa swap 0.3 từ mạng lưới AWS này sang mạng lưới Arbitrum này, resend này, resend là bên Arbitrum mình nhận lại là 0.003 này. Đấy. Ok. Thì sau đó là cái nhiệm vụ thứ nhất, đó là nhiệm vụ trên desk blockchain của HuFi. Thì sau đó thì tiếp tục là chúng ta sang cái nhiệm vụ thứ hai, đó là Bitcoin Brain trên layer Zero. Thì đây là một cái cầu nối nó hỗ trợ là Brain Bitcoin từ mạng lưới này sang mạng lưới khác thôi nha. Thì ở phần này thì nó sẽ có hai cái nhiệm vụ, đó là yêu cầu chúng ta đó là vào sàn DEX của Treasury để chúng ta là mua con là BTC.B ở trên mạng lưới AWS. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng BTC đó chúng ta Brain sang một cái mạng lưới bất kỳ nha. Ok, thì đối với cái nhiệm vụ này thì đầu tiên các bạn vào cái sàn DEX Treasury, thì mình sẽ để dưới phần mô tả video cho mọi người, treasury.xyz.com này. Sau đó thì các bạn chọn mạng lưới đó là Avalanche, rồi các bạn connect với MetaMask của các bạn thôi trên mạng lưới Avalanche AWS nha. Đấy. Thì sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng AWS, sử dụng cái đồng AWS này, chúng ta swap sang cái đồng BTC. Thì ở dưới đây các bạn chọn vào select token, rồi các bạn search cho mình cái đồng đó là BTC. Đấy. Các bạn lưu ý này, ở đây nó sẽ có hai cái đồng BTC nha. Các bạn nhớ chọn cho mình cái đồng đó là BTC.B giúp mình nha. BTC.B, cái đồng BTC.B này thì các bạn mới buy được. Còn ở trên là cái đồng là wrap BTC thì các bạn sẽ không buy được đâu nha. Cho nên là các bạn nhớ chọn cho mình cái logo BTC màu vàng này, BTC.B nha. Đây. Các bạn chọn. Đấy. Rồi sau đó thì các bạn sử dụng là cái đồng AWS này, các bạn swap sang BTC thôi. Các bạn swap một số lượng nhỏ thôi, không cần nhiều đâu nha. Khoảng là 0.001 thôi. Rồi các bạn nhấn nút là swap. Thì các bạn lưu ý, nếu mà cái trang web của các bạn, nếu mà các bạn điền số lượng xong á mà cái nút swap nó không hiện á, thì các bạn chỉ cần là log lại web thôi thì nó sẽ hiện ra cái nút swap cho các bạn nha. Ok, sau đó thì các bạn chỉ cần nhấn nút vào swap thôi. Chúng ta sẽ swap sang cái đồng là BTC.B này từ AWS. Không phải 01 đi. Ok, đây này, mình điền số lượng mà nó không hiểu nút swap này thì các bạn chỉ cần log lại web thôi. BTC. Ok. 0.01 đây. Đấy, swap này. Đấy thì phí đâu đó khoảng là phí swap thì khoảng đâu đó khoảng là 0.0 mấy đô thôi các bạn nha. Đấy. Tổng là 0.019 này. Các bạn xác nhận swap này. Ok, thì như vậy là mình đã swap thành công. Mình đã nhận được lại một số lượng BTC. Đấy. Thì sau khi các bạn đã có BTC.B rồi. Thì các bạn qua cái cây cầu là Brain Bitcoin, Bitcoin Brain Network này. Thì các bạn connect với nha. Các bạn nhấn nút là connect wallet. Rồi các bạn chọn cho mình đó là connect MetaMask. Các bạn connect vào lại cái ví MetaMask ở trên mạng lưới AWS. Đấy, sau đó các bạn tắt đi, các bạn nhấn nút cho, sau khi các bạn connect xong thì các bạn tắt đi. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái đồng BTC mà chúng ta vừa swap, chúng ta Brain từ mạng lưới Avalanche sang cái mạng lưới bất kỳ. Thì ở phần from này các bạn giữ nguyên cho mình, đó là các bạn chọn cho mình đó là AWS. Còn ở bên tu có nghĩa là cái mạng lưới mà các bạn nhận lại BTC này á, thì các bạn chọn cho mình đó là mạng lưới bất kỳ nha. Các bạn có thể là chọn mạng lưới Polygon, hoặc là mạng lưới Arbitrum, hoặc là mạng lưới Optimism, hoặc là mạng lưới BNB Chain. Thì ở đây mình sẽ chọn nhận lại cái là cái mạng lưới Arbitrum nha. Hoặc là các bạn có thể là chọn những cái mạng lưới mà phí rẻ như Matic này nha. Ok, thì ở đây mình sẽ chọn nhận lại đó là mạng lưới Matic. Ok. Hoặc là các bạn có thể là chọn lại Arbitrum, tùy các bạn thôi nha. Thì sau đó thì sau khi các bạn chọn mạng nhận xong thì các bạn nhấn nút mask, thì nó sẽ tự động điền lại cái số lượng BTC.B mà đang có trên ví của các bạn mà hồi nãy các bạn vừa swap xong. Thì sau đó các bạn chỉ cần nhấn nút là transfer. Thì đầu tiên chúng ta cần phải approve nha. Ok, thì các bạn nhấn vào điền tối đa này. Nhấn nút tối đa này. Rồi các bạn xác nhận này, phí khoảng là 0.01 đô AWS quá thôi. Thì sau khi các bạn app roll xong thì các bạn đợi khoảng vài giây thì cái ví MetaMask của các bạn nó sẽ tự động mở pop-up ra và yêu cầu các bạn là xác thực giao dịch một lần nữa, thì phí đâu đó khoảng là 0.46 đô nha. Đấy. Thì các bạn xác nhận trên ví thôi.
Đó thì sau khi các bạn ấy xong thì sau khi các bạn đợi trên mạng lưới nó xác nhận xong thì cái số lượng BTC này nó sẽ qua cái mạng lưới Polygon, mạng lưới Matic cho các bạn thôi nhá. Thì các bạn chọn điểm nhận, các bạn chọn nhận từ cái mạng lưới nào thì cái BTC nó sẽ qua cái mạng lưới đó cho các bạn thôi. Đấy. Thì sau khi các bạn xác nhận xong thì các bạn sẽ thấy được ở cái phần là transition này này, nó sẽ hiện ra cái số giây mà các bạn sẽ nhận lại BTC ở bên mạng đó nhá. Đây nó đang pending này. Còn khoảng là 40 giây nữa thì mình sẽ nhận lại BTC ở bên mạng Polygon. Các bạn đợi một tí cho nó hết chạy hết dây đây thì BTC của các bạn nó sẽ nhận ở bên mạng lưới Polygon thôi. Đấy. Nó đang fishing này, nó đang xác nhận cho mình này. Như là mạng lưới Polygon nó đang bị nghẽn các bạn, cho nên là nó xác nhận hơi chậm các bạn ạ. Đấy thì sau khi các bạn ok xong rồi nè, không lét đâu nè. Thì sau khi các bạn đã sau đó thì các bạn có thể là chuyển đổi sang mạng lưới đó là Polygon để các bạn là kiểm tra nha. Đây các bạn chuyển sang mạng lưới Matic này, mạng lưới Polygon, các bạn kiểm tra là nhận BTC chưa, BTC.bi nha. Đây mình đã nhận lại được rồi các bạn nha. Đây thì sau đó thì các bạn có thể là sử dụng cái đồng BTC đó nha, các bạn có thể là sử dụng cái đồng BTC đó các bạn swap lại Matic nha, các bạn swap lại Matic, các bạn có thể là quay trở lại với cái sàn Redhu này này. Rồi các bạn connect với cái ví MetaMask của các bạn ở trên mạng lưới Matic, mạng lưới Polygon thôi. Thì ở trên đây thì các bạn giữ nguyên là Polygon, ở dưới thì các bạn cũng chọn cũng là Polygon, hoặc là các bạn muốn chọn nhận lại các bạn lưới nào đó thì tùy ý các bạn thôi. Thì ở đây thì ở trên đây các bạn chọn cho mình đồng token đó là WBTC mà các bạn vừa buy nhận được này. Đấy. Còn ở dưới các bạn muốn swap sang cái đồng nào, các bạn muốn swap sang Matic thì các bạn chọn là Matic, hoặc là các bạn có thể là sử dụng cái số BTC này từ mạng lưới Polygon các bạn swap sang cái đồng ETH ở trên mạng lưới Arbitrum thôi. Đấy thì ở dưới thì các bạn có thể là chọn Arbitrum rồi các bạn chọn cho mình cái đồng là ETH, rồi các bạn điền lại số lượng BTC, rồi các bạn swap thôi, các bạn upro, sau đó các bạn swap thôi. Thì sau khi các bạn swap xong thì cái số lượng BTC này nó sẽ tự động swap sang ETH ở trên mạng lưới Arbitrum, thì các bạn sẽ nhận lại ETH ở trên mạng lưới Arbitrum thôi. Còn bạn nào muốn swap trực cùng mạng lưới trên mạng lưới Polygon qua Matic luôn thì các bạn chọn cho mình đó là Matic thôi. Đấy. Rồi các bạn sử dụng là đồng BTC, các bạn swap sang cái đồng Matic để các bạn làm phí giao dịch gì đó tùy ý các bạn thôi nha. Như vậy là xong. Ok thì sau đó thì sau khi bạn đã hoàn thành xong rồi thì các bạn quay trở lại với hai cái nhiệm vụ đầu tiên đó là nhiệm vụ Macro Chain này là trên HuFi này, thì các bạn chỉ cần nhấn nút là continue thôi nha, sau đó các bạn query thôi. Nhiệm vụ này hình như là cập nhật hơi chậm các bạn ạ. Ok cái nhiệm vụ này nó cập nhật hơi chậm cho nên là các bạn có thể là query sau nha. Ok thì đó thì đối với nhiệm vụ này thì các bạn có thể là quay đi sau, thì chúng ta chỉ là tương tác ở trên layer Zero thôi. Đối với nhiệm vụ này nếu mà nó không query thì cũng chả sao cả nha. Chúng ta chỉ kiếm cái điểm kinh nghiệm ở trên nền tảng layer 3 này, chúng ta chủ yếu là hoàn thành để kiếm điểm kinh nghiệm. Thì trên layer 3 thì họ cũng chưa ra mắt token, thì chúng ta cũng khi kiếm điểm kinh nghiệm, chúng ta là hoàn thành những cái nhiệm vụ kiếm điểm kinh nghiệm ở trên đây á, thì sau này nếu mà layer 3 nó có unlock á thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội nhận được unlock đến từ cái nền tảng layer 3 này nha. Và tiếp theo đó thì đối với là cái nhiệm vụ thứ hai đó là nhiệm vụ đó là Bitcoin Bright này, thì các bạn cũng trên nền tảng layer 3 này các bạn cũng qua vào đây các bạn nhấn nút continue thôi. Rồi những cái nhiệm vụ này chúng ta mình vừa hướng dẫn rồi, các bạn chỉ cần nhấn nút verify thôi là xong nha. Trên 1 đô nha các bạn. Đây này. Đó.
À, các bạn lưu ý nha, hồi nãy mà các bạn buy, các bạn mua BTC ở trên mạng lưới Avalanche á, các bạn nhớ mua trên 1 đô nha. Các bạn nhớ mua trên 1 đô và sau đó các bạn buy trên 1 đô là được nha. Hồi nãy là mình swap hơi ít á. Mình swap ít tại vì lúc trước mình có swap rồi, cho nên là nó tự động hoàn thành cho mình nha. Nó yêu cầu các bạn là trên 1 đô này. Đấy, các bạn nhớ mua, các bạn hồi nãy các bạn swap trên AWAT á thì các bạn nhớ swap trên 1 đô nha. Thì trên 1 đô đó khoảng là 0.1 AWAT thôi. 0.1 AWAT là trên 1 đô rồi các bạn. Nha. Đây, trên 1 đô này, trên 1 đô mốt này. Đó, rồi các bạn quay trở lại đây, các bạn chỉ cần nhấn nút là ấy thôi. Continue thôi. Rồi về buy thì mình cũng chúng ta cũng mình vừa hướng dẫn mọi người buy rồi đó, mọi người chỉ cần nhấn nút verify thôi. Đối với nhiệm vụ sell từ Twitter này, bạn nào muốn sell á thì có thể là nhấn vào open từ Twitter này, các bạn sell cái này lên từ Twitter thôi. Nha. Thì sell từ Twitter thì nó yêu cầu các bạn là copy lại cái link này nè. Đó, copy lại hết cái nội dung này nè, các bạn copy lại. Sau đó các bạn đăng lên từ Twitter này. Còn bạn nào mà không muốn đăng á, bạn nào mà không muốn đăng thì các bạn có thể là nhấn vào nút là skip bỏ qua luôn nhé. Các bạn nhấn vào chữ skip này, các bạn bỏ qua cái nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ tùy chọn thôi nhé. Còn mà các bạn đăng xong á thì các bạn đợi một tí. Các bạn đợi khoảng là vài giây hoặc là vài phút vậy đó nha. Skip luôn đi. Bị lắc rồi các bạn ạ. Lắc rồi, đó. Thì đó là nhiệm vụ đó, các bạn chỉ cần hoàn thành thôi là xong nha. Đây. Chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Kiếm điểm kinh nghiệm thôi. Các bạn chỉ cần nhấn vào nút là verify thôi là xong nha. Complete rồi nè. Đấy. Ok, thì tiếp theo đó thì về nhiều bạn cũng yêu cầu đó là có đường link nào để kiểm tra transaction ở trên Yikasin với lại là Layer Zero. Thì ở đây nó có một cái đường link này các bạn nha. Các bạn để kiểm tra là cái địa chỉ ví của bạn là transaction trên Layer Zero với lại là Yikasin đó nha. Có nghĩa là tổng volume cái địa chỉ ví của các bạn đã giao dịch ở trên mạng lưới đó là bao nhiêu á, thì các bạn có thể là vào cái đường link đó là 10kdrop.com/Layer Zero này. Thì sau đó các bạn chỉ cần là copy lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn thôi nha. Layer Zero này, sau đó các bạn dán vào cái ô là wallet address này. Còn cái ô coin này thì các bạn bỏ qua, các bạn đừng có điên gì hết. Sau đó thì các bạn nhấn nút là get data thì nó sẽ tự động là kiểm tra cái địa chỉ ví của các bạn là tổng volume với lại là việc swap bao nhiêu chain gì đó nha. Với lại là trên đây cũng có viết casino này nha. Đấy, thì sau khi nó ấy xong thì các bạn sẽ thấy được là trên cái địa chỉ ví của các bạn trên các bạn đã tương tác trên Layer Zero là bao nhiêu này nha. Ranking với lại là ranking score này, với lại transition là của các bạn là bao nhiêu này nhá, và các bạn đã buy bao nhiêu volume rồi nè. Đấy. Rồi chain mà các bạn đã buy có nghĩa là mạng lưới mà các bạn đã buy vào lại là bao nhiêu mạng lưới á. Đấy. Đấy. Còn đối với Yikasin thì các bạn có thể là chọn qua cái ở trên đây này nhá. Ở trên Yik các bạn nhìn ở phía trên sẽ có chữ Yikasin này, các bạn nhấn vào, các bạn kiểm tra thôi. Đây, Yikasin đây. Thì các bạn điền lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn vào đây thôi. Sau đó các bạn nhấn nút là get data. Thì nó sẽ cập nhật lại cái, nó tổng hợp lại cái volume trên Yikasin. Cái địa chỉ ví của các bạn ở trên mạng lưới Yikasin là các bạn đã cái volume bao nhiêu và các bạn buy bao nhiêu rồi đó. Active bao nhiêu ngày gì đó. Đấy. Thì ở đây nó sẽ tổng hợp cả Yikasin Era với lại là Yikasin Live luôn nha. Đấy nha. Đây các bạn sẽ thấy được ở trên đây này nha. Trên ví của các bạn đang có bao nhiêu ETH này, với lại là transaction của các bạn là có bao nhiêu này nha. Đấy, các bạn có thể là kiểm tra trên đây thôi. Và active tháng này các bạn này. Có nghĩa là transaction mà các bạn active trong tháng bao nhiêu nó sẽ hiện ra đây này. Còn Yikasin Live trước đây, bạn nào mà tham gia Yikasin Live thì các bạn có thể là kiểm tra trên đây luôn nha. Đấy. Thì Arinto transaction là 601 ETH. Đấy, các bạn nào muốn kiểm tra thì có thể kiểm tra. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn mọi người trải nghiệm thêm các DApp ở trên là Sun Retracted trừ Layer Zero thì đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.